Tối hôm qua, đồn biên phòng Gành Hào phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu và Công an huyện Đông Hải phát hiện bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực ấp Bình Điền, xã Long Điền Tây. Theo thông tin từ đồn biên phòng Gành Hào, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn đến đoạn ấp Bình Điền, xã Long Điền Tây thì lực lượng phát hiện người đàn ông chạy xe gắn máy hiệu Wenfa màu đỏ, biển kiểm soát 94B1-10523 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng phát hiện trên người đàn ông có một gói ni lông trong suốt, bên trong có chứa các hạt tinh thể rắn màu trắng, nghi là ma túy, một điện thoại di động và 300.000 đồng tiền mặt. Trên cơ sở đó, lực lượng tuần tra tiến hành bắt giữ. Sau khi bị bắt, nghi phạm cho biết tên là Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú ở ấp 5, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải. Đồng thời khai nhận là vào khoảng 18 giờ 50 phút có đến ấp 4 thị trấn Gành Hào để mua ma túy của một thanh niên khoảng 30 tuổi với giá là 500.000 đồng. Sau đó chuyển gói ma túy đến ấp Bình Điền, xã Long Điền Tây để giao lại cho một thanh niên khác. Tuy nhiên trên đường đi giao ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.